Sau 2 tháng thi công khẩn trương, dự án chiếu sáng nghệ thuật cầu Nhật Tân đã hoàn thiện và đi vào sử dụng chính thức vào 19 giờ tối ngày hôm qua 28 tháng 4. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng một con đường ánh sáng giữa thủ đô Hà Nội. Vâng, có lẽ là rất nhiều người dân thủ đô khi đi qua cầu Nhật Tân Hà Nội ngày hôm nay đã vô cùng bất ngờ và có những cảm giác khá là thú vị khi được chiêm ngưỡng một cây cầu phát sáng giữa trời đêm Hà Nội. Việc đi vào hoạt động của dự án chiếu sáng mỹ thuật cầu Nhật Tân đã khiến cây cầu trở thành một trong những kiến trúc độc đáo và một điểm nhấn của thủ đô Hà Nội trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Với tổng chiều dài 3,7 km, hệ thống chiếu sáng cầu Nhật Tân gồm 3 hạng mục lớn: chiếu sáng trang trí 5 trụ tháp cầu, chiếu sáng dây văng và chiếu sáng hai bên thành cầu. Toàn bộ 1.100 đèn chiếu sáng được đơn vị thi công là tập đoàn Philips Lighting thay bằng đèn LED chất lượng cao. Mục tiêu để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành cũng như bảo trì. Điểm đặc biệt của hệ thống chiếu sáng này chính là hệ thống đèn 16 triệu gam màu, biến đổi màu linh hoạt theo ngày hoặc cảm ứng theo mùa, biến cầu Nhật Tân trở thành một công trình nghệ thuật sáng tạo độc đáo mới của thủ đô. Được biết, dự án được tài trợ bởi tập đoàn Sun Group. Thời gian tới, hệ thống chiếu sáng xung quanh khu vực Hồ Gươm cũng sẽ được triển khai, đem lại diện mạo mới cho thủ đô.